Xin chào quý anh chị đầu tư. Hôm nay kênh Đất Vườn EK Đắk Lắk có mặt tại thôn An Bình, xã E Tý, huyện EK, tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục quay lên cho quý anh chị đầu tư một lô đất cũng cực kỳ tiềm năng nữa, có một chiếc view cực kỳ đẹp và có nguồn thu cực kỳ mạnh. Thì đất như thế nào? Đấy. Thì mời quý anh chị đầu tư hãy xem phần tiếp theo. Vâng, tôi đang có mặt tại vị trí lô đất đây. Với tổng diện tích của lô đất là 1 hecta, trên bìa thực tế là 1 hecta rưỡi. Trên đất đã trồng toàn bộ vải kinh doanh. Đây, bên cạnh đây là trồng mía. Đấy. Và đây là con đường thông qua đường nhựa nha quý anh chị đầu tư, khoảng 1,5 cây. Đấy, một hướng ra quốc lộ 26 và một hướng đi Phú Yên. Đấy. Đất thì hơi triền. Đấy. Toàn bộ là vải kinh doanh lớn đây. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Có cả nhãn này nhá. Đấy. Nhãn. Thì đất hiện tại đang là đất cát đen này. Đấy. Đấy. Nguồn thu này là cực kỳ mạnh nhá. Đấy. Đấy. Vì nó nhiều cỏ quá và thực tế là từ đầu đến cuối thì đều như nhau cả thôi. Đấy. Thì tí nữa tổng quan thì quý anh chị đầu tư hãy xem phần bay flycam nhá. Đấy. Thì từ vị trí lô đất mà đi ra quốc lộ 26 tầm 4 km nhá. Quốc lộ 26 một hướng đi Nha Trang và một hướng đi thành phố Buôn Ma Thuột. Đấy. Ở dưới là dòng suối đang chảy ấy. Cực kỳ đẹp luôn. Ôm suối lớn. Đây. Chúng ta đang đi xuống vị trí view của lô đất nhá. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đi ở trên đây mà nghe thấy tiếng view trẻ mầm ấy. Đấy. Nước này thì không bao giờ thể nào mà hết nước được. Đấy, view của nó đây này. Đấy, cực kỳ lớn luôn. Đấy, sổ sách giấy tờ pháp lý đầy đủ, nó đang minh bạch cho quý anh chị đầu tư. Đấy, giá của nó là 450 triệu cho lô đất 1 hectare rưỡi nha. Full vải kinh doanh, view cực kỳ đẹp. Số điện thoại liên hệ 0916270787. Đừng quên đăng ký kênh nhé.